Dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona có tên gọi mới là COVID-19. Đây là thông tin mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố. Tổ chức Y tế Thế giới công bố tên chính thức cho chủng mới của virus corona đang gây dịch viêm đường hô hấp cấp trên toàn cầu là COVID-19, trong đó CO là gọi tắt của corona, V là virus, còn D là chữ đầu của từ dịch bệnh trong tiếng Anh. Tên mới được chọn với mong muốn tránh gắn chủng virus mới với một địa danh, loài vật hay nhóm người cụ thể, có thể dẫn tới sự kỳ thị. Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vaccine chống COVID-19 có thể được phát triển trong vòng 18 tháng tới.